Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube. Cũng gửi theo lời của ông anh từ ở dưới Tân Hiệp Kiên Giang lên là ông đem lên một chiếc xe qua trong mời đại 2000 màu xanh nhớt, rất là đẹp cho cô bác ha, rất đẹp, máy rất là dữ luôn. Hiện tại thì hồ sơ đang cầm tay, nữa là sẽ về lúc hồ sơ về cái tên của ảnh là chị nữa sẽ bán đưa cho cô bác là ra tên luôn, dễ luôn. Hiện giờ là vô tên của ảnh nè. Có nhậu hay có là chiến hữu ha, máy cực kỳ quá, máy im luôn, máy ấm hiểm luôn, vô nó hay chân mời thì càng dài. Áo sống rất là đẹp ha, màu xanh của nó rất là đẹp, bô đẹp keng. Tem này là mới dán lại là tem xịn nha, tem xịn mới dán lại luôn là tem xịn mới nhất ha. Thùng này cũng còn ghim cây bô 1985 cáo chỉ ha, bô có chày nhưng mà nước xi thật là sáng lắm luôn. Phột đờ cũng ghim, gấp đờ cũng ghim ha, bô nước xi quá sáng rồi mà có chày lâm chuột nha, nước xi thật là mới luôn. Cái này nước xi cũng mới luôn đó nè. Áo thì nhựa áo là màu nhựa ghim, nước sơn ghim đó, thùng xăng lớn quá ha. Này đang rút hồ sơ nha, thùng xăng lớn là nước sơn là đen mung ha, nắp xăng ghim đẹp, cái này là chưa có bị xét ha. Cái bát yên còn cái màu lính nó còn sáng, còn trong lắm. Cây yên 99 của nó nè, sao nó đóng thay thêm một rồi, da này mới thay nha các bác ha, da ghim vẫn còn nhưng mà tháo ra ngoài rồi, da này là mới thay da mới. Đồng hồ kim còn đỏ, kim còn đỏ rồi, em sẽ quay chi tiết kỹ phần test máy trước rồi các bác ha. Máy là cực kỳ xương gió nha, máy là khỏi tả. Rồi ghim chả nhẹ nhẹ rất im ha. Rồi bịch bô máy im ghiệm nha các bác nha, bô nước xi nó sáng nè, nó bị chạy lông chuột hết cái lỗ nè, nước xi nó sáng lắm. Rồi em sẽ quay từ trước ra ngoài sau cho các bác coi ha. Phần test máy là ok, một chút xíu sẽ test kỹ càng rõ ràng lại, là mấy cái xe này nó sẽ là lớn tiền, xe này là 60 mấy triệu đó. Bạc trước đẹp nè, có bông nổ theo thời gian, cái này là dấu hiệu của thời gian để lại ha. Cái chỗ này là có sức nước sơn bạc, nước sơn đầm ghim, có bông nổ theo thời gian, cầm bị xuống chì, có cây còn chì, có cây bị xét chân hơi một hai cây á. Rồi để cho cô bác coi ốc đầu bò đẹp nè, gân xanh dần, ốc đầu bò còn màu không, mới gà luôn, đẹp nè ha. Đó, cái bình xăng con còn tươi xanh ha, xe này máy dữ lắm, chút xíu test máy kỹ càng lại đó anh Hoàng. Ha, mình sang con trong cái nước da của nó nè ha, nước da còn tươi xanh luôn. Đầu bò ET9 chụp movie color còn ghim luôn ha. Cái gì vậy chưa? Hoàng hay vậy? Cái gì bộ nội về chưa? Bộ nội qua chưa mấy? Cái xe này bán 66 triệu các bác ha,
Đó, dành xem Gucci bạc gin nè, nó bạc còn gin còn sáng, cái bông nổ theo thời gian là bình thường thôi. Đó, bạc gin sáng. Áo sống thì áo gin nha. À, đôi giày trắng bùng này có bị chày, chày xước theo năm tháng nè. À, áo sơn gin rất đẹp luôn. Nè, sơn nó còn sáng trưng luôn á. Thì có chỗ mỏ dè này nè, mỏ dè này là có sơn dặm lại chục xíu mỏ dè chỗ đây. Còn mấy chỗ khác là còn ai thinh đó. Sơn dặm cho mỏ dè này thôi. Có người ta điện hỏi người ta mua gì, mình có mình bán luôn. Bán hơi đợi điện là nhiều lắm. Áo và cánh bẩn nè. Sơn gin. Có ha, tem gin xịn mới dán rất đẹp nha. Cái vấn đề tem thì nó cũng nói chung là mình phải dán tem mới thôi, nhưng mà quan trọng là tem xịn hay không, là tại tem nó hai mấy năm mà nó phải bị phai à. Cái này thì có chạy chóc theo năm tháng. Nước xi bô, miếng dĩ gì nóc trắng cầu bô lửa này là miếng dĩ gin luôn nè, nó dày dục luôn nè ha. Đồ theo xe thì nó dày dữ dằn lắm. Gắt chân nhôm dài lên keo, còn nước nhôm còn sáng đẹp. Thun theo xe gin còn. Bô và nước xi nè, sáng ghê hồng ha. Nhưng mà nó bị chày lông chuột. Nãy giờ em có báo gỡ gành ghẻ ha, nó chày lông chuột rồi. À. Nhưng mà nước xi của nó rất đẹp. 110 thì cái hơi máy của nó gắt lắm. Cái cốc đời bấm lên nó éo đã hả. Nồi zin nó còn cháy. Máy gắt êm của bác ha. Để em bịch bô mạnh lại ha. Đó, bịch bô im ghiệm luôn ha. Im ghiệm luôn. Tem gấp đây, nước sơn gấp bà còn sáng nè. Nước sơn này nè, nó có chạy chỉ lăng quăng hơi nè. Nhưng mà nó sơn bạc nó còn sáng. Cái gắt chân nhôm thì nó còn sáng nè. Nước nhôm á. Quên nói là đầu nồi nguyên gin chưa chạm nha, nồi còn chả cạnh cạnh nghe, còn đầu hồi nãy là quay lên nè. Máy móc mà nguyên gin chưa chạm. Test máy nè, test kỹ càng nha. Rồi máy rất là ok, không khói, máy rất là chắc các bác ha. Phần đó cho qua đây. Ốc phuộc phía sau đùm đó, phần nước sơn bạc gin nè ha, còn sáng theo năm tháng nè ha. Cái này còn mới gà đẹp nè. Bây giờ chơi đầu luôn ship ba chơi à. Yeah, đùm 110 là đùm gin, là nó sẽ là ba khía các bác ha. Đó. Nước sơn gin thì chúng ta nhìn thấy nó lì nè, nhưng mà cái này nó mặt tiền nó còn sáng, ống chỉ nó cũng còn sáng nè ha. Nè ba khía, một khía là hai khía nè, ba khía nha, là ba khía. Đùm gin là vậy đó. Còn cái đùm mới của 110 này chỉ hai khía thôi, nè, một hay ba. Cắt tay. Chút xíu em sẽ quay lại bên kia cho bà con cô bác coi ha. Gấp còn đẹp lắm, gấp sáng trưng. Gấp nè. À, bô nước xi sáng nè, cả nước nhôm sáng nè, gấp sáng ha. Phuộc sao cái chân đế này cũng còn mơ gạn, mấy con ốc này cũng còn đẹp nè ha. Ốc này cũng còn đẹp nè, không có bị xuống chì, không có bị xuống tối quá đó. Hai mấy năm gì là ok lắm đó. Nè, mấy thằng này còn đẹp nè. Cái đầu ngày xưa là hai mấy năm gì là ok lắm mày.
Thùng sơn lớn à, nước sơn rất là mông đẹp. Cái con ốc số 10 đẹp luôn nè. Sáng ha. Nắp sơn với khóa yên còn xanh xanh nhiều lắm. Vậy, cái này nó có dính keo nha bà con ha. Nhưng mà cái sườn đẹp, nó không có bị oxy hóa, nó không có bị sét. Sườn chỗ này nè, với cái phần nhánh sườn chỗ này là thông thường nó sẽ bị oxy hóa, nó sẽ sét đọng nước ở đây trước. Nhưng mà cái này nó còn ngon. Thấy không? À, kim đồng hồ còn đỏ. Kim đồng hồ còn đỏ nè ha. Kim này hoạt động bình thường còn đỏ. Tay ga đầu thì có thay cái đó bình thường nha. Cái vấn đề đó không quan trọng. Rồi đầu đèn với nha anh, đầu đèn nha anh đế rồi còn ghim theo xe. Chá kiến đó, bàn thờ đâu cũng vậy. Mấy cái này là ghim theo xe hết, áo sống nào là ghim dày không bởi mắt nha. Nhưng nãy em có nói là có sơn dặm cái chỗ này một chút xíu nha, cái mỏ vàng có ha. Rồi lấy cho quay lại phần bên kia. Rồi đã xe lại bên tay trái cho bà con cô bác coi. Nói chung cái xe cái hình nó độc chiêu của bại ha. Tại vì nước sơn áo nó còn ghim nó còn sáng lắm luôn á. Nè à, mới đi lại cái tem rin xịn nha. Tem rin xịn đó, nó mới đẹp vậy đó. Cái màu xanh của nó là nó đậm đà. Nó xanh mà nó đậm đà. Nó không có giật lớt như những cái tem lô. Chúng ta nhìn rồi chúng ta biết ngay tem xịn. Chống ngang cũng còn, nhưng mà có mòn người ta hàng cái miếng sắt lệm vô. Rồi cặt te, gấp đồ nước sơn ghim, không sao còn ha. Câm đồ còn, hay để hơi coi câm rồi, coi câm gì câm này dành lại coi. Rồi nước sơn lốc là còn theo xe. À, ốc tán nữa ha, sáng. Nè nó không có bị rơi, nó chưa có xuống chị mà đang cạnh nó còn được. Dành ha, mà dành bị mục đây nè. Dành ghi nước xì sáng thấy ghê ha. Bị mục theo thời gian nè ha. Có chấm chì lại nè mà nó xì sáng hết hồng ha. Đầu xưa nó tốt. Cây ghim nó dày nè. Cái này nó có chạy chỉ long quăng ở đây nha. Đây nha cô bác ha, chạy chỉ long quăng. Dày dữ dằn ha. Sơn đầm nó tốt. Ốc tán còn sáng đây ha. Nó chưa có đen kịt nha. Còn sáng còn xanh, cần số đẹp, chống ngang chữ quê còn ghim theo xe nè. Chữ quê còn ghim theo xe, nhưng mà ở đây nó bị mòn, người ta hàng chấp thêm cái chấp thêm, ta giữ cái đầu ghim lại xài, chấp thêm cái đế cho nó dung lên á. Ốc lóc còn đẹp. Ốc lóc đẹp. Đây cho các bác coi tem ghim. Đó. Tem ghim là nó đậm đà. Ha, tem ghim là nó đậm đà, còn cái tem lâu là nó giật lớt à. Cái này ở ngoài chúng ta coi thì nó sẽ đậm hơn, mấy cái nét này ở ngoài coi nó sẽ đậm hơn. Mấy cái chấm này nè, đậm đều hộp. Mấy con ốc bẩn này còn đẹp chứ tơi. Yếm da bò bên trong còn yếm da bò bên trong nha, áo ghim nha. Nước sơn của áo ghim, đây là gon của chân lòng và gon qua lăng lửa điện còn ghim nè. Nó sẽ là gon xanh vàng.
đang ấp là quà hết sức đẹp ha, nó còn cánh mỡ gà hết sức đẹp, ấp đầu rồi nha. Cái con nắp tròn này nó con xanh vàng cho anh em coi, ấp con chân lòng đó, con chân lòng ấp chim đó ha. Mình nếu mà bung máy ra là chắc chắn con đó sẽ bị dẹo, cho dù kỹ cái nào cũng phải dẹo thôi. Tới phía trước nữa là xong nha các bác ha, phía trước của cái dàn phục bên bên trái đây nè, nó cái này mấy cái này còn đẹp thế ghê ha. Phục thì nước sơn nó sáng nhưng mà nó bong quá, nó bong rất là nhiều. Sơn bạc thì nó còn khá là sáng luôn, sơn bạc đùm cũng vậy, nó sáng lắm, sáng đẹp, đẹp đùm lắm luôn ha. Vỏ mới thay ha, vỏ đất 21 mới thay ha. Em Gucci. Sơn bạc sáng nè. Bông theo thời gian. Cô bác coi cái bát áo ha. Đó, tách áo 99-2000 nè, tháng 4-2000 nè. Cái nút ruồi này tháng 4-2000 nè ha. 2000 là 00 nè, tháng 4 chấm ở đây nè. Áo ghi nè, dày thấy ghê không? Áo nó dày dữ dằn, nó bẩn nè, nó dày. Rồi, lại cái nữa là kết thúc tại đây nè bà con ha. Số vô nhẹ ha, giờ tháng không hú ha, số 2, số vô nhẹ lắm. Số 2 không hú ha, số 3. Chú có hầm hú nè. Rồi chiếc quay cho mờ này quá em. Cái bô hay nổ rất là hay. Máy ấm chắc. Nồi ghim trả cành cạch. Rồi clip này đến đây là kết thúc nha mọi người ha. Con cô bác nào mua xe này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, xe được bán với giá là 66 triệu. Và tổng quan xe lại cái nữa là kết thúc nha. Nhìn cái hình rất là đẹp, sơn ghim nha. Sơn của dàn áo ghim, dàn bạc, dàn chân sơn ghim không á. Có giảm giá chút đỉnh ba cái mỏ dè nãy em có nói đó. Với cái da yên thay mới, da yên cũng còn nhưng mà thay cái da yên mới. Máy chắc khỏi bàn, máy chắc nịch luôn. Nhìn xe hành liền lạc ha, 66 triệu các bác ha. Rồi xin chào các bác.